Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin thời sự tối ngày 12 tháng 8, Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên phản ánh tình trạng vi phạm đất đai ở xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ. Sau khi phát sóng ngày 13 tháng 8, Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ đã ban hành quyết định về việc kiểm tra quản lý xử lý vi phạm đất đai hành lang bảo vệ công trình giao thông thủy lợi trên địa bàn xã Đồng Than. Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ giao đồng chí Tránh Thanh tra huyện làm trực đoàn. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra việc quản lý, xử lý vi phạm đất đai, hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi trên địa bàn xã Đồng Than, thời hạn kiểm tra là 30 ngày. Như chúng tôi đã phản ánh do buông lỏng quản lý đất đai, đến trong suốt thời gian qua, ở cả 7 trên 7 thôn của xã Đồng Than, người dân đã ngang nhiên lấn chiếm các diện tích đất công ích do xã quản lý và các diện tích hành lang bảo vệ sông Bắc Hương Hải. Một số hộ còn khởi công xây dựng nhà kiên cố trên đất công ích hiện đang giai đoạn hoàn thiện.